Hai lô liền kề nha quý vị, hai lô liền kề bất động sản chúng ta đối diện quỹ đất xây dựng trung tâm thương mại và chợ đêm BKMX tại giai đoạn 3 của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trần Thành. Đặc biệt từ vị trí đất chúng ta di chuyển ra công ty Hayat, một trong công ty lớn nhất về sản xuất tả lót của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở tại Trần Thành Bình Phước cũng chỉ 200m quý vị ơi. Đối diện vị trí đất chúng ta là nhà máy và quỹ đất này ạ, để xây dựng trung tâm thương mại và chợ đêm BKMX. Và đặc biệt hôm nay vị trí bất động sản chúng ta cách lô góc 40m quý vị. Cách vị trí góc là 40m. Vị đất nằm ngay đây, hai lô liền kề quý vị. Từ gốc cây này qua gốc cây này nha quý vị. Hai lô liền kề. Với diện tích của hai lô này là mỗi lô là ngang 5 sâu 30. Đất của ta đất ở đô thị full thổ cư và ưu điểm được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng và đối diện dịch vụ thương mại và chợ đêm BKMX. Kế những nhà ở xã hội của BKMX nha quý vị. Kế những căn nhà ở của BKMX dành cho những người thu nhập thấp tại khu công nghiệp. Tại khu nghiệp này làm việc và ở tại khu vực này, nghỉ ngơi tại khu vực này và làm việc tại khu nghiệp này. Với giá ngày hôm nay quý vị ơi, giá của lô đất này 850 triệu trên một nền, 850 triệu trên một nền. Và vị trí đất này thì đã có thông tin là sẽ tha sổ trong vòng 4 tháng nữa nha quý vị, sẽ tha sổ trong 4 tháng nữa. Và tại thời điểm này khi chúng ta đầu tư vào thời điểm này thì giá của chúng ta đã đầu tư thấp hơn thị trường so với 2 năm trước là 40 cho đến 50% những vị trí đất này. Trước đây từ 1 tỷ 450 cho đến 1 tỷ rưỡi mà hiện tại giá chỉ 850 triệu. Quý hàng quan tâm đến bất động sản này á thì nhanh tay alo Trọng Thơ nhá. Và đặc biệt hơn nữa, vị trí đất này chúng ta giáp khu công nghiệp này thì không nói rồi. Kế nhà phố thương mại. Và tiếp theo là cách trường Cao đẳng Bình Phước cũng chỉ 500m quý vị ạ, 500m là chúng ta đã tới trường Cao đẳng Bình Phước với thiết kế 13 tầng. Trong đó hội tụ trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế và Cao đẳng Nghề. Từ Đồng Xoài chúng ta sẽ về đây học tập và ăn ở tại khu vực này để phục vụ cho nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng của khu công nghiệp này quý vị ạ. Và với lô đất này, hai lô liền kề, chúng ta có thể xây dựng nhà trọ cho thuê. Chúng ta có thể mở mặt bằng kinh doanh trong tương lai ngắn. Và đặc biệt hơn nữa là trục đường này thông thẳng nha quý vị. Thông thẳng ra đường liên tỉnh Minh Thành Nhân Long. Chúng ta có thể thấy ạ. Đường đã có vạch kẻ đường, cây xanh đã trồng, biển báo tên đường đã có, điện đã có, nước máy đã có quý vị. Tất cả đã có rồi. Chỉ một yếu tố tha sổ nữa thôi ạ. Xe thẳng chúng ta tới đường liên tỉnh Minh Thành An Long, rẽ phải theo hướng tay Trọng Thơ, chúng ta sẽ về An Long Phú Giáo Bình Dương, rẽ trái chúng ta sẽ ra chợ Đồng Hưu và về tới khu giai đoạn 2, giai đoạn 1 tại Minh Thành, thị xã Trân Thành, Bình Phước. Và hiện tại Trọng Thơ đang đứng đây là ấp 2 của phường Minh Thành, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Với lô đất này ngày hôm nay, quý hàng quan tâm thì nhanh tay alo Trọng Thơ. Và chắc chắn giá này nếu chúng ta công chứng sớm còn thương lượng nhẹ nha quý vị. Hẹn gặp lại quý hàng tại BKMX và xem những vị trí đất đẹp tại khu nghiệp của BKMX Trân Thành, Bình Phước, đầu tư cho mình những sản phẩm lợi nhuận tốt trong tương lai. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.